chào các bạn, mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách hạ iCloud và Acti cho iOS 11 cho cái iPad Pro với phiên bản là 10.5 2017 nè. Thì ngày trước ở iOS mà dưới 11 á, chứ ở những bản 3G chúng ta chỉ việc hạ xuống, sau đó thay wifi, sau đó đục ổ cứng lên, underline wifi là xong đúng không? Còn lên iOS 1 rồi thì nó sẽ báo lỗi Acti. Lúc này các bạn sẽ cần phải làm thêm một cái thủ thuật nữa, đó là các bạn sẽ phải mua cái số Real Acti, hoặc là các bạn có thể tự tìm kiếm cái số đó ở cái trong cái đống máy xác của mình. Rồi vì cái cách bypass thì các bạn thấy không, mình cũng có ghi rất là rõ ràng trên cái clip. Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm một cái demo thực tế cho các bạn xem. Mở tôi WL lên, thì ngày trước các bạn thấy không, mình chia sẻ cái clip đầu tiên là phải backup này nọ, nhưng mà khi mà thằng WL nó hỗ trợ lên cái phiên bản là 2.8.1 nha các bạn, 8.0 vẫn chưa được, phải 8.8 update lên 8.1 mới ok, thì nó sẽ hỗ trợ full những cái dòng iPad luôn, nên các bạn sẽ không cần backup nữa, sẽ đỡ gây rất là nhiều cái lỗi, giống như là không gắn màn hình thì ok, mà gắn màn hình vào thì không lên nguồn này nọ đúng không. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ hạ về 32 bit trước, chọn model iPad 4 đi, cũng giống như bình thường thôi. Rồi sau đó chúng ta chỉ việc chọn lại cái model của đúng cái đời máy chúng ta đang làm, là ở đây là iPad Pro 10.5, cho nó write cái boot này vào phải không. Rồi read ra, rồi sau đó chúng ta các bạn sẽ sử dụng cái số chuyên danh mà các bạn mua được á, hoặc là các bạn sưu tầm được để các bạn nạp vào cho đúng. Ở đây mình copy bass cho khỏe các bạn ha, khỏi phải ghi. Rồi riêng cái dòng wifi bluetooth này thì mình để cái số này là số mình sưu tập được nha, nên mình để cái dấu khoảng cách, còn đúng của nó là dấu hai chấm, không biết copy bass nó chịu không. Thôi thì chỉnh nó lại thành hai chấm đi, cách khoảng hai số hai chấm đi cho nó đúng các bạn ha. Các bạn không thích thì các bạn có thể nhập bằng tay cũng được, nhưng mà ở đây copy bass cho nó khỏe, nó không có sai. Rồi copy địa chỉ wifi vào, thì khi bạn copy địa chỉ wifi vào, địa chỉ bluetooth nó sẽ tự đổi thành +1 thôi, có con trùng còn có con mà nó không trùng thì chúng ta tiếp tục đổi địa chỉ bluetooth đúng không, còn trùng thì thôi. Rồi chỉ cần vậy thôi là ok đó, các bạn lấy ổ cứng ra và các bạn có thể đóng vào cái iPad Pro lại và chúng ta tiến hành chúng ta restore. Ở đây thì mình sẽ đổi thêm cái màu với đổi thêm xịt LL cho nó đúng với cái model của cái máy các bạn ha. Các bạn không cần đổi cũng được. Rồi thì các bạn việc tiến hành restore thôi, riêng cái thằng ở từ cái thằng 10.5 với lại thằng 12.9 này mình đôi khi mình thấy là lúc mà chúng ta restore lên á thì nó báo trên máy tính, nó báo là lỗi Acti, nhưng mà không sao các bạn cứ việc rút cáp ra và các bạn đăng nhập wifi Acti bình thường thôi, không biết nó đang bị lỗi gì. Lúc mà mình sử dụng cái boot của thằng WLZIN này nè, còn ngày xưa mình sử dụng cái boot mà backup á thì không có bị. Nhưng mà sử dụng cái boot mà lúc mà lấy lộn cái boot backup á, nó hay bị cái lỗi giống như là khi mà read ra nó bị sai gì đó, lúc mà chúng ta nạp vào á thì các bạn sẽ là cái lỗi, các bạn gắn màn hình vô các bạn restore nó không cho restore, hoặc là nó chỉ lên sáng đèn chút xíu rồi nó tắt, hoặc là nó báo lỗi lum la hết trơn á. Nhưng mà tháo màn hình ra thì nó restore lên bình thường ok ha. Thì ở những cái ổ cứng đó các bạn phải bỏ đi, các bạn lấy ổ cứng khác và các bạn làm giống như những gì mình đang làm đây nè, sử dụng WL á, chuyển về servo, chuyển về 32 bit, rồi sau đó là sử dụng đúng thằng WL luôn, chuyển lại đúng cái vẹt của nó là ok thôi. Nhớ đổi ổ cứng nha. Còn những cái ổ cứng mà nó đã bị lỗi như vậy rồi, mình cũng test rồi, nó bị lỗi như vậy rồi làm nó không lên nữa các bạn, không hiểu bị sao, thì cứ để dành mấy ổ cứng đó mai mốt làm những cái máy khác, các bạn thấy không. Acti ok, thì các bạn nhớ các bạn cài cái iCloud của các bạn vào ha. Như cái máy này thì ở đây mình không có quay cái clip mình cài iCloud, nhưng mà mình làm xong cái clip là mình đã cài iCloud rồi, nên các bạn đừng có lấy cái số Siro này để các bạn làm cái máy nha, mất công dính iCloud mình á. Thì tất nhiên các bạn hỏi xin thì mình không cho, đó là điều tất nhiên rồi. Rồi và cái số Siro này các bạn muốn mua thì các bạn có thể liên hệ với anh Phan Duy Thanh á, Facebook hoặc là điện thoại mình cũng có add ở trên đó rồi ha. Như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip ở đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, chào các bạn, chúc các bạn thành công.